Đón chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, người xưa có câu qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Vì vậy, trong cuộc sống này, bất kể bạn có gặp phải khó khăn thử thách nào cũng đừng vội bi quan hay chán nản. Trong tháng 6 âm lịch này, có những con giáp dù được trời ban nhiều phước lành nhưng vẫn chưa thể xây dựng được sự nghiệp vững ổn. Vậy thì, có phải những nữ gia chủ tuổi Nhâm Dần chuyển vận bất ngờ, nghèo mấy cũng tìm được cơ hội để đổi đời? Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, các mệnh chủ không những có sự nghiệp thăng hoa mà tay vẫn còn dồi dào. Làm việc càng gặt hái được nhiều thành công. Hãy cùng Phong thủy Gia Cát tìm hiểu xem trong tháng 6 âm lịch, bạn có thực sự may mắn như lời dự đoán này hay không nhé? Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong thủy Gia Cát. Và đừng quên, quý anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2020. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Bước sang tháng 6 âm lịch, tuổi Nhâm Dần, công việc nhiều, áp lực cũng tăng cao, mệnh chủ chẳng có lúc nào ngơi chân tay, nhưng có lẽ tinh thần làm việc không được tốt nên hiệu quả không cao, chất lượng công việc cũng không được cấp trên đánh giá cao. Tháng này không phải là một tháng tốt đẹp với những nữ mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Đặc biệt, có một số ngày sau trong tháng 6 âm lịch, những nữ gia chủ tuổi Nhâm Dần cần phải chú ý hơn cả. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 6, tức 28 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân. Ngày âm lịch 20 tháng 6, tức mùng 9 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của nữ mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Trong hung có cát, trong tháng này sẽ có được các ngày tốt đối với nữ mệnh chủ tuổi Nhâm Dần như ngày âm lịch 11 tháng 6, tức 31 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Ngày âm lịch 23 tháng 6, tức 12 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khu bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tử vi của tuổi Nhâm Dần trong tháng 6 âm lịch. Về sự nghiệp của nữ mệnh chủ tuổi Nhâm Dần, bản thân mệnh chủ có phần bất mãn với thời cuộc, luôn cảm thấy thiệt thòi khi bản thân mình làm nhiều việc nhưng không được công nhận. Xét một cách khách quan thì đúng là tuổi Nhâm Dần đang đảm nhận khá nhiều việc nhưng không có gì khởi sắc. Chính vì tinh thần làm việc chưa tới, thái độ làm việc tiêu cực nên dù bỏ công sức ra làm việc thật nhưng hiệu quả công việc của tuổi Nhâm Dần không cao, chỉ tạm ở mức hoàn thành chứ không thể nói là chất lượng công việc tốt, cần khen thưởng. Bạn cần phải thay đổi chính mình, suy nghĩ tích cực hơn và chủ động hơn trong công việc. Đừng nghĩ mình phải được trả công ngay lập tức mà hãy cống hiến trước đi. Để giúp cho các gia chủ hóa giải được thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, quý anh chị tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp.
về tài lộc của nữ mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Tuổi Nhâm Dần bước sang tháng 6 âm lịch, mệnh chủ đừng mong chờ quá nhiều vào vận may, tài lộc của mình. Trong tháng này, không mất tiền đã là một sự may mắn, chứ đừng trông mong rằng tiền bạc vào nhà nhiều như nước. Mặc dù có chính tài ở bên, nhưng cũng chỉ đủ ở mức độ giúp cho những chú hổ không quá túng thiếu. Bạn vẫn có thể có tiền thu về, nhưng có giữ được tiền hay không lại là chuyện khác. Trong tháng này, chỉ có làm thật ăn thật, chứ chẳng có chuyện ngồi không cũng có tiền rơi vào túi. Thời điểm này đừng nghĩ rằng thần tài đứng về phía mình, tuổi Nhâm Dần có thể gặp phải những chuyện xui xẻo tới không ngờ. Hãy tránh xa những hạng mục đầu tư mạo hiểm, có thế thì bình yên mới ở lại bên bạn, tiền bạc cũng không bỏ bạn mà đi hết. Thu nhập chính vẫn khá ổn định nên không đến mức quá túng thiếu. Nếu mệnh chủ cân nhắc chi tiêu hợp lý và tiết kiệm để tiêu dùng cho những lúc cấp bách. Những nữ gia chủ tuổi Nhâm Dần thân mến, bạn đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn xa vời với kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công cần xây dựng trên một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Cùng với đó, mệnh chủ luôn luôn nhớ rằng mình phải mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý Nhâm Dần Ngọ Tuất để giúp cho gia chủ hóa giải những vật cản ngáng đường, tìm tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Về sức khỏe, nữ mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sẽ gặp vấn đề nhỏ khi mà nói đến sức khỏe trong tháng 6 âm lịch này. Bạn sẽ mắc các bệnh phổ biến như cảm lạnh, cúm và đau dạ dày, cần phải cẩn trọng đối với việc viêm xoang và viêm khớp. Nói chung, tuổi Nhâm Dần sẽ ổn định nếu bạn ăn tốt, ngủ ngon và tập thể dục thường xuyên, nhưng bạn nên thận trọng hơn trong các ngày vào cuối tháng, có thể sẽ khiến cho tình trạng bệnh của bạn có đôi chút phức tạp. Về tình duyên của nữ mệnh chủ tuổi Nhâm Dần, theo vận may của tuổi Nhâm Dần vào tháng 6 âm lịch, những cô gái sinh ra trong năm Dần sẽ gặp người đàn ông họ yêu và phát triển mối quan hệ đó. Ngược lại, con trai có thể rơi vào tình huống thụ động trong mối quan hệ yêu đương và nên tự mình đấu tranh cho tình yêu. Tuổi Nhâm Dần sẽ được ban phúc trong mối quan hệ tình yêu và bạn sẽ bắt đầu một mối quan hệ vào tháng 6 âm lịch nếu còn độc thân. Nếu bạn thất bại trong mối quan hệ tình yêu tháng trước thì sẽ có một mối quan hệ tình cảm với một người quen vào tháng này. Đối với những người đã kết hôn vào tháng 6 âm lịch, có thể là một tháng hạnh phúc để bạn tận hưởng sự hòa hợp. Việc xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã trong tình yêu là chuyện không thể tránh khỏi, bởi trong cuộc sống này chẳng ai là có thể hoàn hảo và cũng chẳng ai là thập toàn thập mỹ. Chính vì thế, hãy nghĩ thoáng ra một chút, sống chân thành hơn, bỏ qua những sai lầm nhỏ, hạnh phúc sẽ êm đềm và trọn vẹn hơn. Đồng thời, để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông rộng mở, nữ gia chủ tuổi Nhâm Dần nhớ mang bên mình vòng tam hợp gỗ huyết long Dần Ngọ Tuất để sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Bước sang tháng 6 âm lịch thì hoàn toàn là tháng thích hợp nhất để quản lý đầu tư và quản lý tài chính, với điều kiện bạn phải lên kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Nếu đầu tư một cách mù quáng không làm gì tốt sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục. Miễn là bạn không hành động liều lĩnh sẽ gặp may mắn về tài lộc. Đừng nghe những lời vu khống của người thân và bạn bè, hãy làm theo cách mình cho là đúng. Những phương hướng đầu tư phải thận trọng và bí mật, tránh chạy theo xu hướng, nếu không bạn sẽ bị thua lỗ. Tháng 6 âm lịch, may mắn trong sự nghiệp có liên quan mật thiết đến tài lộc. Nếu Nhâm Dần sinh năm 1962 thành công trong đầu tư và quản lý tài chính, sự nghiệp của bạn sẽ được phát triển rất nhiều. Đặc biệt, nếu bạn tự làm chủ, số tiền đủ dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp mình. Nếu là một nhân viên thì bạn sẽ là một sự lựa chọn tốt sử dụng tiền để tìm kiếm làm giàu thứ hai trong sự nghiệp của bạn, mở một cửa hàng hoặc hợp tác kinh doanh với những người khác. Ở khía cạnh tình yêu và các mối quan hệ tình cảm, tháng 6 âm lịch có thể là một thách thức và rắc rối lớn đối với tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, vì bạn có thể cãi nhau rất nhiều về vấn đề tình cảm. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là thảo luận, trao đổi với người bạn đời.
Sau khi cân nhắc bình tĩnh, tránh hành động thúc đẩy mâu thuẫn hoặc bám vào quan điểm bảo thủ của chính bạn khi có mâu thuẫn. Tổng quan tử vi trọn đời của nữ tuổi Nhâm Dần. Vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì tuổi Nhâm Dần nữ mệnh gặp được nhiều điều tốt đẹp, cuộc sống có nhiều hạnh phúc và sung túc đầy đủ. Vào thời kỳ tiền vận thì gặp nhiều sầu đau và có nhiều tủi nhục trong cuộc đời. Về phần công danh của nữ giới tuổi Nhâm Dần không được nhiều may mắn lắm. Đường công danh lên bổng xuống trầm, phần gia đạo thì có nhiều sự sung túc và gây được nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc đời. Về phần tiền bạc, vào thời kỳ hậu vận mới có phần sung túc và tốt đẹp. Sự nghiệp sẽ hoàn thành vào năm tuổi 34 trở đi. Nữ tuổi Nhâm Dần có thiên can mang chữ Nhâm, có các sao Thiên Lương, Hóa Lộc là hai sao thích hợp cho vai trò người lớn, kể cả thuận lợi trong môi trường giáo dục, y tế. Quý ông còn có tử vi tả vụ là hai sao thiên về trí tuệ, càng lớn tuổi, kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy. Nữ mạng có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động, từ sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng dấp thanh tú, với lối nói vui vẻ, được lòng người đã góp phần lớn cho sự thành công trong tiền thời tiền vận. Nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn làm việc nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba trôi nổi nhiều nơi. Trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tô tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp càng hưng. Nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận nhờ con cháu an nhàn. Những nữ mạng tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời kỳ tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời. Thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Gia đạo có nhiều xung khắc, không mấy thuận hòa, tình duyên gặp nhiều gian truân trắc trở vào tiền vận và trung vận. Sang hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc. Vào tiền vận, những nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều phiền cực và phiền muộn. Sang đến trung vận và hậu vận mới gặp được nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi lên cao, khi xuống thấp. Nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nhờ vậy mà cuộc đời của nữ mạng tuổi Nhâm Dần mới bớt đi phiền muộn, lo âu. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng Phong Thủy Lộc Tài. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tránh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những nữ gia chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng 6 âm lịch, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công thuận lợi trong cuộc sống.